Xin chào các em học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ môn thể dục lớp 7, sau đây thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi ôn tập ngày hôm nay. Về nội dung kiểm tra giữa học kỳ thì các em học sinh sẽ ôn lại bài thể dục liên quan lớp 7 bao gồm 32 nhịp. Sau đây thầy mời các em chúng ta quan sát hình ảnh và phân tích của từng nhịp. Đầu tiên là tư thế chuẩn bị, tư thế đứng nghiêm. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, rộng hơn vai, đồng thời hai tay dang ngang lên cao, chết hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Nhịp 2, thân xoay sang trái, chân trái khuỵu gối, chân phải thẳng, đồng thời hai tay hạ ngang vai, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, thân xoay sang phải, hai tay lên cao, chế hình chữ V, trở về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, thực hiện tương tự như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, thực hiện tương tự như nhịp 3 nhưng đổi bên. Nhịp 6, nghiêng lườn sang trái, chân trái khuỵu gối, chân phải thẳng, tay phải áp sát vào tay, lòng bàn tay hướng sang trái, tay trái chống hông, mắt nhìn thẳng. Nhịp 7, chân trái thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sắp, thân thẳng, mắt nhìn trước. Nhịp 8, thực hiện như nhịp 6 nhưng đổi bên. Nhịp 9, chân phải thẳng, thân gặp vuông góc với chân, đồng thời tay trái vòng xuống dưới qua trái, tay phải nâng lên thành hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 10, tay phải chạm ngón chân trái, tay trái đưa hướng ra sau lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 11, tay trái hạ, tay phải nâng lên thành hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 12, thực hiện tương tự như nhịp 10 nhưng đổi bên. Nhịp 13, đứng thẳng, thân xoay sang phải, chân trái khiển gót, đồng thời hai tay co bắt chéo trước ngực, tay trái để ngoài, bàn tay nắm lại. Nhịp 14, đùi trái nâng vuông góc với thân, bàn chân duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa xuống hướng ra sau, hướng vào nhau. Nhịp 15, chân trái hạ phía trước, chân phải khiển gót, đồng thời hai tay co trước ngực, tay phải để ngoài, bàn tay nắm. Nhịp 16, thực hiện tương tự như nhịp 14 nhưng đổi chân. Nhịp 17, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 18, đùi trái nâng, lòng bàn chân hướng vào trong, tay phải chạm bàn chân trái, tay trái chết lên cao, bàn tay ngửa. Nhịp 19, chân trái hạ sát chân phải, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp, mắt nhìn thẳng. Nhịp 20, thực hiện tương tự như nhịp 18 nhưng đổi bên. Nhịp 21, chân phải hạ chết trước 45 độ sang phải, khuỵu gối, chân trái thẳng, hai chân rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa lên cao chế hình chữ V, bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Nhịp 22, thu chân phải về sát chân trái, ngồi trên nửa trước của hai bàn chân, thân giữ thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng. Nhịp 23, thực hiện tương tự như nhịp 21 nhưng đổi bên. Nhịp 24, thu chân trái về, tư thế chuẩn bị. Nhịp 25, bật nhảy lên, tách hai chân, đồng thời hai tay co trước ngực, bàn tay sắp, khi rơi xuống, hai chân đứng rộng bằng vai, mắt nhìn thẳng. Nhịp 26, bật nhảy về tư thế đứng nghiêm. Nhịp 27, bật nhảy lên, tách hai chân, đồng thời hai tay dang ngang, lên cao, vỗ vào nhau, khi rơi xuống, hai chân đứng rộng bằng vai, mắt nhìn theo tay. Nhịp 28, bật nhảy về tư thế đứng nghiêm. Nhịp 29,
chân trái bước sang ngang độ bằng vai, hai tay dang ngang lên cao hình chữ V, bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Nhịp 30, chân trái thu về, hai tay hạ xuống bắt chéo trước bụng, tay phải để ngoài, thả lỏng, đầu cúi. Nhịp 31, chân phải bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang lên cao hình chữ V, bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Nhịp 32, thu chân phải về tư thế chuẩn bị. Và vừa rồi, thầy và các em đã cùng ôn lại 32 nhịp của bài thể dục đi ngoài lớp 7 để chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ. Về yêu cầu khi kiểm tra, học sinh phải làm động tác rõ ràng và phải thuộc động tác của bài thể dục. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chào tất cả các em.